Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một nữ sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Buôn Đôn khi em đang tham gia tiết học thể dục. Đó là em HBAI, 13 tuổi, chú Buôn Rách, xã Ea Hua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc. Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc xác nhận một nữ sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong vừa tử vong tại bệnh viện. Theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, nữ sinh đã gục xuống trong tiết học thể dục và nhanh chóng được thầy cô đưa đi cấp cứu ở trung tâm y tế huyện Buôn Đôn nhưng không kịp. Chúng tôi đã báo sự việc với cơ quan công an, nguyên nhân tử vong của nữ sinh chưa được kết luận. Phòng giáo dục đào tạo đã yêu cầu nữ giáo viên dạy thể dục làm bản tường trình chi tiết vụ việc và đang chờ nhà trường báo cáo, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo thông tin. Theo một lãnh đạo trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, sáng nay lớp 7A có tiết học thể dục. Thời điểm này, em HBAI mới khởi động được một lúc đã bất ngờ ngã xuống đất, bất ngờ gất xỉu, được giáo viên thể dục cùng một số bạn dìu vào phòng y tế chăm sóc và sơ cứu ban đầu. Sau đó, em được ban giám hiệu và một số thầy cô đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn cấp cứu nhận thấy em HBAI có diễn tiến xấu. Các y bác sĩ tại đây đã chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị, nhưng HBAI tử vong trên đường đi. Được biết, trong gia đình HBAI có 8 anh chị em, kinh tế rất khó khăn. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ea Hùa cùng các ban, ngành, đoàn thể, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự cho em HBAI. Trước đó, tháng 9 năm 2023, một nữ sinh lớp 9 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng đã ngã gục trong tiết học thể dục môn chạy bền. Nữ sinh này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Mới đây, lực lượng chức năng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích hai cháu gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó, sáng 7 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, mẹ của hai cháu gái mất tích cũng đã làm việc với lực lượng chức năng để cung cấp thông tin. Chị Chi khóc nghẹn nói, hai đứa con của em đi lạc, đau lòng lắm. Theo thông tin trước đó vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Chi cùng bốn con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó, chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m, hai cháu gái Nguyễn Kiều Thảo My 7 tuổi và Lê Hoàng Thị Linh 3 tuổi đi cùng nhau để bán kẹo. Còn cháu gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau, chị hốt hoảng bởi không thấy hai con gái là My và Linh đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Chị Chi khóc ròng. Mọi người nói rằng thấy cháu gái lớn dắt một cháu gái nhỏ đi vệ sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng tôi tìm cũng không thấy. Được biết chị Chi là mẹ đơn thân, hoàn cảnh khó khăn, nên cùng các con bắn kẹo tại khu vực địa bàn quần 1. Đặc điểm nhận dạng của cháu My là tóc ngắn ngang vai, mặc áo thun đen tay ngắn, quần đen, đôi dép màu hồng, mang theo giỏ màu vàng. Châu Linh cột tóc bím mặc đồ bộ màu đỏ chấm bi trắng, mang đôi dép màu vàng. Bước đầu qua camera an ninh, lực lượng chức năng xác định hai cháu gái có người lạ dắt qua đường theo hướng đường Hàm Nghi. Mới đây, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện nhà đầu tư, hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ Việt Nam, trường quốc tế AISVN và đại diện phụ huynh học sinh Buổi làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của bà Lê Thụy Mị Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, cùng lãnh đạo phòng quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo. Theo bà Tạ Thị Minh Thư, trưởng phòng quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, buổi làm việc để lắng nghe ý kiến của nhà trường, phụ huynh vì Sở tiếp nhận danh sách 28 phụ huynh đồng ý đóng tiền, nhưng còn băn khoăn việc trường thực hiện tái cấu trúc có cơ quan giám sát thu chi không cũng tại buổi làm việc, ông Hồ Quang Trung, thành viên hội đồng trường quốc tế AISVN, cho hay tình hình tài chính của nhà trường gặp nhiều khó khăn, đã nêu ra nhiều phương án mời gọi nhà đầu tư vào hợp tác nhằm duy trì hoạt động của trường. Nhà trường đã cam kết về số tiền hỗ trợ đối với số tiền phụ huynh đã đóng, trường đang có hướng phát hành cổ phiếu đến phụ huynh. Nhà trường sẽ tìm nguồn tài chính để trường hoạt động lâu dài và sẽ có thông báo chính thức đến tất cả phụ huynh. Theo bà Chandra Macowan hiệu trưởng nhà trường. Đến nay, trường có khoảng 15 giáo viên nghỉ với nhiều lý do khác nhau. Trường sẽ giả soát lại đội ngũ giáo viên sau kỳ trả lương tháng 3 năm 2024. Các lớp thiếu giáo viên, trường chuyển học sinh xuống phòng thư viện và tự học theo sự giám sát của quản thư, chỉ được học môn toán. Nếu có đầy đủ phí duy trì thì nhà trường vẫn thực hiện chương trình. Trong buổi làm việc, phụ huynh TTB cho biết, khi ký hợp đồng là tôi đã gửi tất cả nguyện vọng cho nhà trường để con tôi được học tập tại môi trường tốt. Tôi không biết được khi đến hết tháng 6 năm 2024 thì con tôi sẽ như thế nào. Nhà trường nên đưa ra phương án xử lý để tất cả phụ huynh được biết. Còn phụ huynh NAT đề nghị nhà trường đưa ra phương án tái cấu trúc cụ thể trong thời gian 2 tuần hoặc 1 tháng tới, từ đó phụ huynh mới tin tưởng đóng góp để duy trì hoạt động của trường. Cũng trong buổi làm việc, bà Trần Phương Anh, đại diện phụ huynh giám sát hoạt động nhà trường cho hay, chỉ có thể kêu gọi việc hỗ trợ kinh phí từng khối lớp nhưng mỗi phụ huynh có mỗi lý do khác nhau, nhà trường thì không có động thái rõ ràng. Bà Phương Anh cho biết, trách nhiệm chính của tôi là theo dõi dòng tiền chứ không phải đứng ra kêu gọi đóng góp. Nhà trường bị mất lòng tin từ phụ huynh vì không đưa ra được phương hướng hoạt động lâu dài. Vị phụ huynh này nói thêm, tôi cảm thấy việc kêu gọi đóng tiền từ phía phụ huynh là rất khó, phụ huynh không thể nào đóng tiền vì họ không nhìn thấy rõ phương hướng hoạt động của nhà trường. Nhà trường đã lập phương án dự phòng chưa? đề nghị nhà trường đưa ra kế hoạch của chương trình học IB, tú tài quốc tế và các phương án dự phòng đến tất cả phụ huynh. Trao đổi với phụ huynh học sinh tại buổi làm việc, bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, nói thời gian qua thành phố đã lên rất nhiều phương án và chọn một giải pháp tin tưởng, mong muốn của phụ huynh cho con tiếp tục học ở trường đây. Qua số lượng phụ huynh đồng hành với trường, Sở Giáo dục Đào tạo đang giám sát hoạt động của trường quốc tế AISVN của công ty để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, giáo viên, nhân viên. Mong các phụ huynh thông tin lại nội dung trao đổi với nhà trường đến các phụ huynh khác để mọi người cùng được biết và giám sát. Mọi thứ hiện tại cần phải được công khai để phụ huynh được nắm, phòng chuyên môn tiếp tục nắm bắt và giám sát, ghi nhận để kịp thời báo cáo, đề xuất hướng giải quyết. Mới đây 23 em học sinh lớp 4 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cam lộ xuất hiện triệu chứng đau họng, buồn nôn, đau đầu, khó thở. Các em học sinh được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ để thăm khám. Sau đó, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Quảng Trị cử cán bộ phối hợp cùng đơn vị liên quan lấy mẫu nước gửi đi kiểm nghiệm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ cho biết, ngay khi nhận được thông tin đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo lực lượng chức năng, tìm hiểu nguyên nhân đồng thời yêu cầu Trung tâm Y tế tập trung thăm khám, điều trị cho các em. Tối ngày 7 tháng 4, ông Hoàng Đình Ấn, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, đã gửi mẫu nước đến Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm xác định nguyên nhân khiến 23 em học sinh trên địa bàn bị ngộ độc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ cho biết, trong 23 em học sinh vào trung tâm y tế thăm khám, có 19 em được về nhà vào sáng hôm sau, còn 4 em vẫn mệt nên tiếp tục ở lại thêm một ngày để theo dõi. Hiện sức khỏe tất cả các em ổn định bình thường huyện chỉ đạo các đơn vị động viên gia đình và các em để ổn định tâm lý. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị ông Đỗ Văn Hùng cho biết, nguyên nhân ban đầu nghi ngộ độc do có em học sinh bỏ vật đồ chơi vào bình nước uống dùng chung. Tuy nhiên, để xác định rõ chất gì trong đồ chơi bỏ vào bình nước uống phải chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu nước của viện Pasteur Nha Trang những trường hợp các em vào bệnh viện bây giờ đã ổn rồi nguyên nhân do có em bỏ vật gì đó vào bình nước uống dùng chung các cháu nhỏ cũng nghịch ngợm chứ không có tác động bên ngoài hiện đang gửi mẫu đi xét nghiệm nên phải chờ kết quả mới có kết luận